Hello, xin chào tất cả mọi người nha, mình là Vương Siro đây. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại kênh và sẽ đến với một trong những series, đó là series review. Đúng rồi, nó sẽ là series review anh em nhé. Và hôm nay thì ở trong series review thì mình sẽ review một số sản phẩm. Và đối với những em nào chưa biết thì mình đặt tên cái series này là series review tất tần tật. Nghĩa là trong cái video này, trong cái series này, mình sẽ review những cái mà liên quan đến khoa học này, liên quan đến công nghệ này, liên quan đến đời sống sức khỏe đó. Thì hôm nay thì mình sẽ review một trong những sản phẩm mà mình và anh em cực kỳ thích đó. Đó là một sản phẩm về, đó là cái sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta, nó sẽ là sản phẩm về, nó sẽ là một cái sản phẩm về đây anh em nhé. Đây, nó sẽ là một sản phẩm này. Đây là một sản phẩm bấm móng tay anh em nhé, bấm móng tay đó. Đây là sản phẩm bấm móng tay, đây là một cái sản phẩm nhíp, cái này gọi là cái nhíp anh em nhé. Và khi em sử dụng cái nhíp này, em có thể nhổ đó. Thì tổng quan về sản phẩm này, nó sẽ là một cái nhíp bằng inox, inox trắng anh em nhé, một cái nhíp inox trắng. Cái nhíp inox trắng này thì anh em có thể, em có thể mua ở rất nhiều nơi trên thị trường, và với cái độ dài của nó là nó chỉ bằng, chưa bằng một ngón tay, chưa bằng ngón tay anh em nhé. Đó. Thì nó sẽ có hai đầu trắng thôi, hai đầu trắng. Anh có thể dễ dàng gấp nó ra, gấp nó ra, gấp nó ra, gấp nó ra, gấp nó ra. Đó. Gấp nó ra cực kỳ đơn giản. Đó. Ở trên cái sản phẩm này thì nó sẽ có độ dài khoảng tầm khoảng 8-10 cm anh em nhé. Và cái độ dày nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2 mm thôi. Chỉ tầm khoảng 2 mm thôi. Và đây, anh em có nhìn mặt trong của nó không? Mặt trong của nó thì cũng tương tự như mặt ngoài thôi, chẳng có gì khác biệt cả. Và hai đầu của nó nhé, hai cái đầu của nó thì nó sẽ được cuốn hơi cong một chút lại, hơi cong một chút lại. Đó. Em có thể, anh em có thể sử dụng để anh gấp những cái mà cần thiết lên đó, gấp đó. Đây là một sản phẩm mà cực kỳ hay, đặc biệt là anh em có thể sử dụng để anh em nhổ lông nách cũng ok, anh nhổ râu này hoặc là nhổ trong mũi rất là ok, anh em nên vệ sinh sau khi sử dụng nhé. Ok, và đó là sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta, và rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở trong video tiếp theo nhé. Hay nếu em thích video này, để lại cho mình một like này, comment này, chia sẻ để có thể đưa video nhiều hơn đến mọi người. Rất cảm ơn anh em.